Hello, Xuân Thủy xin mến chào tất cả các bạn. Hiện tại Xuân Thủy đang có mặt tại con đường Trần Hưng Đạo. Con đường này dẫn vào tới nhà thờ Chính Tòa Giáo Phận Thái Bình. Hôm nay về đây chia sẻ cho mọi người những hình ảnh ở nơi đây. Không khí đón Giáng sinh năm 2024. Thủy đang có mặt tại ngoài đường dẫn vào. Bây giờ quay những cảnh không khí mừng Chúa Giáng sinh tại nơi đây cho mọi người xem nhé. Rất là đông. Mọi người đang đi bộ tại vì phải gửi xe ở ngoài đầu đường. Rồi bắt đầu với vào trong nhà thờ được. Hiện tại không khí ở nhà thờ thì đang rất là tưng bừng rồi. Mọi người đổ về đây rất là đông luôn mọi người này. Các con đường ngõ hẻm dồn hết về khu vực nhà thờ Chính Tòa Giáo Phận Thái Bình cũng như là nhà mục vụ, nhà và giáo mục. Không biết là hiện tại đã khai mạc chưa, nhưng mà mình cũng nghe được âm thanh. Rất là đông luôn. Năm nay thì không đông bằng năm ngoái được, tại vì năm nay đại dịch nên là một số hạn chế. Mọi người đi vào đây phải tuân thủ 5K mọi người nhé. Nhất là bảo vệ cho chính mình và bảo vệ cho người nhà và người thân cũng như là cộng đồng. Các chú công an cũng như là các ban bảo vệ cũng đứng ở các đầu đường để bảo vệ cho người dân, xe cộ an toàn. Đây là mình đang tiến vào nhà thờ đây. Mọi người đổ về đây rất là đông luôn. Khí rất là sôi nổi. Bây giờ chuẩn bị có thánh lễ luôn mọi người ạ. Có thánh lễ của Đức Cha. Bây giờ mình xin chia sẻ thánh lễ nhé.